Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 3, Global Success, và hôm nay chúng ta sẽ làm một cái đề thi cuối học kỳ 2, năm học 2023-2024 nhé. Đây là bài nghe của chúng ta, bài nghe số 1 là nghe và nối, bài nghe số 2 là nghe và tích và cơ hộp đúng, bài nghe số 3 đó là nghe và đánh số, nha. Bài nghe số 4 là nghe và viết, có 4 bài nghe tất cả đây, 2 điểm đúng không nào? Rồi chúng ta qua phần đọc và viết này. Bài này của chúng ta nó là gì? Là sắp xếp lại thành một cái từ đúng theo cái bức tranh đấy. Câu được ví dụ của chúng ta là teacher. Câu hình số 1 là cái bếp, kitchen. Hình số 2 là số 15, 15. Hình số 3 là driver, tài xế. Hình số 4 là chicken, thịt gà. Qua bài số 6 chúng ta coi là đọc, nhìn và đọc, hãy đánh dấu tích và ô đúng và đánh dấu cross và ô sai này. Câu số 1, this is a card là sai chắc rồi, đánh dấu x. Câu số 2, I'm cooking là đúng, đánh dấu tích. Câu số 3, đây là một con voi, this is an elephant là sai, là đúng ha. Câu số 4, they are playing badminton, bọn họ đang chơi cầu lông, mà trong cái hình là bóng rổ thì câu này sai. Rồi sang cái bài số 7 của chúng ta. Điền vô, nhìn hình và điền một cái từ đúng vô. I can see a drone on the table là câu ví dụ con búp bê. Câu số 1 là cái diều là kite. I can see a big kite in the toy shop. Tôi có thể nhìn thấy một cái diều rất là to trong cái cửa hàng đồ chơi. Câu số 2, cô ấy đang đọc sách trong công viên. She's reading at the park. Câu số 3, would you like some fish? Bạn có muốn ăn cá hay không? Câu số 4, my favorite room is the bathroom. Cái phòng yêu thích của tôi là phòng tắm. Sang cái bài question is, reorder the words to make correct sentences. Để one example. Number 0, this is my brother. Đây là anh trai của tôi. Number 1, how old is your father? How old is your father? Là của bố của bạn bao nhiêu tuổi? Câu số 2, there is a garden over there. Có một cái vườn ở đằng kia. Number 3, what is she doing? Là cô ấy đang làm gì? Number 4, we can see many animals at the zoo. We can see many animals at the zoo là chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều con vật ở sở thú.